Tập 59. Nói, tìm tôi có chuyện gì? A Tứ đâu rồi? Tôi cũng không biết, anh A Tứ bây giờ đang ở đâu? Lúc tôi đi anh ấy nói với tôi, nếu 3 giờ anh ấy vẫn chưa về thì bảo tôi tới tìm anh. Nhưng bây giờ 5 giờ rồi, vậy nên tôi mới tới đây. Không liên quan gì tới tôi đâu đấy. Cái túi giấy này tôi chưa mở nó ra bao giờ. Anh A Tứ nói đây là một thứ vô cùng quan trọng. Tôi hỏi anh, A Tứ bây giờ đang ở đâu? Trước đó anh ta nói gì với anh? Những thứ này nhất định là liên quan tới Lâm Phúc Nghiêu. Anh ấy muốn là dùng những thứ này để tìm Lâm Phúc Nghiêu đòi tiền lộ phí. Đến giờ anh A Tứ vẫn chưa trở về. Nhất định là đã bị hại rồi. Tiền trong kiệt. À không, đồ chủ tiền. Phổ thông tiền. Cái mạng này của tôi bây giờ nằm cả trong tay của anh đấy. Lâm Phúc Nghiêu nhất định đang muốn giết tôi. Sau này các anh nhất định phải bảo vệ tôi đấy. Lâm Phúc Nghiêu có thể giấu quà tay trân châu ở đâu được chứ? Đây không phải gậy đầu rồng sao? Sao gậy đầu rồng lại nằm trong tay Lâm Phúc Nghiêu được chứ? Lẽ nào Lâm Phúc Nghiêu đã giết Danh Tiếu Thiên? Lão gia, ông về rồi. Phú Quý, cậu đến bệnh viện bảo vệ Yên Chi đi. Thiếu gia, một mình cậu tới Lâm phủ, liệu có quá nguy hiểm không? Không sao, tôi dám chắc ông ta chẳng dám làm gì tôi. Được, vậy tôi đi đây. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Tránh ra. Ông không thể vào trong được. Tránh ra. Đưa đây. Buông ra. Một cô gái như cô lấy gậy đầu rồng làm cái gì chứ? Lâm Phúc Nghiêu, ông dám trộm gậy đầu rồng còn giết Danh Tiếu Thiên nữa, vậy mà ông vẫn sống thản nhiên được sao? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Niệm tình cô gọi tôi tiếng cha 18 năm, nghe lời tôi sẽ không giết cô. Đưa anh ta xuống dưới, tôi đi tìm Lâm Phúc Nghiêu. Được, đội trưởng Tiền, tôi chỉ tin tưởng anh thôi. Anh đi đâu tôi sẽ theo đó. Tôi đi tìm Lâm Phúc Nghiêu, anh muốn đi chung không? Tôi tin ông ta nhất định sẽ hoan nghênh anh cả hai ta đấy. Tóm lại, nếu như tôi chết, các anh muốn định tội Lâm Phúc Nghiêu e là sẽ rất khó phải không? A Tài, đưa anh ta về nhà tôi trước đi. Tôi sẽ về ngay. Được. Đi thôi, anh đầu to. Lâm Phúc Nghiêu, ông giết cha mẹ tôi, ông nghĩ tôi tin lời của ông hay sao? Nếu cô đã biết cả rồi, vậy tôi không thể giữ cô lại được nữa. Đừng trách tôi nhé. Dừng tay. Doanh Chiến, Doanh Chiến, anh đi mau đi. Cứ mặc kệ em, mau đi báo cảnh sát đi. Là Lâm Phúc Nghiêu đã giết Doanh Chiến Thiên và Lưu Hoài Cẩn. Anh mau đi báo cảnh sát đi. Cái gì? Ông đã giết cha tôi.
Bích Quân, em đi trước đi. Anh đối phó ông ta. Nếu hai người đã biết bí mật của tôi, vậy đừng hay hòng đi đâu hết. Doanh Chiến, cẩn thận. Bé em đi gọi người. Tiền Trung Kiệt, Bích Quân, mau đi cứu Doanh Chiến. Lâm Bích Nghiêu và anh ấy đang đánh nhau. Đi mau. Cậu dám phá hỏng chuyện của tôi, vậy thì xuống dưới mà gặp cha cậu đi. Lâm Bích Nghiêu, cho dù tôi có chết cũng nhất định quay về để mong báo thù. Được. Lâm Bích Nghiêu, để tôi đuổi theo. Được. Doanh Chiến, bên này. Doanh Chiến, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Đều tại em. Em xin lỗi, đều tại em. Anh có sao hay không không quan trọng. Quan trọng là em không sao. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, thôi bỏ đi, ông ta chạy không thoát được đâu. Để tôi điều thêm vài người qua đây. A Tài, sao cậu tới đây? Không phải tôi bỏ cậu trong trường đầu to sao? Bên phía đầu to, tôi sắp xếp xong rồi. Lâm Bích Nghiêu là nhân vật nguy hiểm, tôi sợ cậu không mang súng sẽ không an toàn. Con gái, xem cha mua thứ gì về cho con đây này. Vừa nãy còn đang yên đang lành, sao tự nhiên sao con lại giận cha vậy chứ? Cha, nhà họ Tiền phá sản có phải do cha giở trò không? Con gái, Tiền Trọng Kiệt đó hại con thành ra như vậy, sao con còn mới giúp cậu ta như vậy chứ? Chuyện này không phải do Tiền Trọng Kiệt làm đâu, liên quan gì tới anh ấy chứ? Cha, cha mau trở lại sáng nghiệp cho nhà họ Tiền, cho họ đi được không? Không được. Con gái, chuyện gì cha cũng có thể chiều con, chỉ riêng chuyện này là không bàn bạc gì hết. Cha, cha đừng cố chấp nữa. Chuyện của cha không cần con lo, cha còn việc khác phải làm. Cha, cha nghe con đi mà cha. Cha. Cha, nếu cha còn tiếp tục cố chấp, vậy đừng trách con gái có lỗi với cha. Yên Chi, con mất rồi, anh cũng có trách nhiệm. Nhưng anh hứa với em, anh nhất định sẽ dùng cả đời để chăm sóc cho em. Em rất ổn, không cần ai chăm sóc hết.
cũng không cần anh phải thêm kỳ hạn cả đời vào trước từ chăm sóc đó. Nếu con đã mất rồi, cũng xem như là giải thoát cho em đi. Sau này em cũng không cần thiết phải nghĩ về anh nữa. Yên Chi, anh biết việc mất con làm em rất buồn. Nếu em có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng giấu ở trong lòng. Kể từ khi chúng ta biết nhau, chúng ta cứ không ngừng tranh chấp, chứng tỏ chúng ta không hề hợp nhau. Nếu giờ con đã không còn nữa, tất cả đều là ý trời. Tiền Trọng Kiệt. Chúng ta ly hôn đi. Lão gia. Ở trong mật thất khó chịu chết đi được. Đúng rồi hậu tử, bên ngoài sao rồi? Lão gia, đám cảnh sát đó đều đứng canh trước cửa Lâm phủ. Ông mau trốn đi, chờ sóng gió qua rồi tôi sẽ gọi ông ra. Hậu tử, Lâm phủ sau này trông cả vào cậu đấy. Bánh kem ngon không? Anh chính tay làm đấy. Em không thích đồ ngọt, anh đem đi đi. Yên Chi, anh biết em vẫn buồn vì chuyện của con. Đừng nhắc con với em được không? Tiền Trọng Kiệt, chúng ta nên chia tay đi thì hơn. Yên Chi, chuyện mất con anh cũng rất đau lòng, thật đấy. Nhưng em biết không, con anh rất là ích kỷ. Chuyện anh đã quyết định thì không bao giờ thay đổi đâu. Anh không bao giờ để nó biến mất. Lúc em nằm trên giường phẫu thuật, trong đầu anh chỉ toàn là em. Chỉ cầu nguyện cho em không sao. Không phải vì anh không quan tâm tới con, mà là giữa em và con, anh quan tâm em nhiều hơn. Anh biết em chính là người sẽ đi cùng anh hết cả cuộc đời này. Yên Chi, anh yêu em. Bất luận là nghèo khổ hay bệnh tật, anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Là em, duy nhất một mình em.
anh đừng nói nữa. Em cũng yêu anh Trọng Kiệt. Là anh, duy nhất một mình anh. Bất luận là khi nào và ở đâu, chỉ cần là anh, Tiền Trọng Kiệt sẽ luôn là người mà em yêu nhất. Nào, để em dìu anh ngồi dậy. Từ từ thôi. Đã đỡ hơn chưa? Bích Quân, làm vợ anh được không? Anh muốn chăm sóc em cả đời, bảo vệ em cả đời, được không? Doanh Chiến, cho em chút thời gian được không? Một ngày chưa báo được thù nhà thì ngày đó em không được sống yên ổn. Em chắc chắn sau khi báo thù xong sẽ kết hôn sinh con với anh chứ? Thực ra lâu nay em luôn có tình cảm với anh, chỉ là trong lòng em chỉ nghĩ tới báo thù. Nếu thù này không báo, em không thể nào nghĩ tới chuyện khác được. Nhưng anh yên tâm đi, một khi báo thù nhà xong, em sẽ kết hôn với anh. Kết hôn? Danh Chiến, có rồi. Em đã nghĩ ra cách báo thù rồi. Cách gì thế? Giờ trong tay Lâm Húc Nghiêu đang có gậy đầu rồng, nhưng còn thiếu hoa tai trân châu. Ông ta dù biết được vị trí kho báu thì cũng không có lợi gì với ông ta. Vậy nên chúng ta có thể dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Ý em là sao? Kết hôn đấy. Tới khi đó chúng ta đăng tin kết hôn lên khắp các mặt báo. Trên báo em nói với mọi người là hôm đó em sẽ công bố một bí mật vô cùng lớn liên quan tới kho báu. Lâm Húc Nghiêu nhất định sẽ cho rằng hoa tai trân châu đang ở trên người chúng ta. Vậy nên hôm đó em nghĩ ông ta nhất định sẽ tới hiện trường trộm hoa tai. Tới khi đó chúng ta sẽ bắt ông ta ngay tại trận. Dù dụ rắn ra khỏi hang này đúng là không tệ, nhưng mà quá nguy hiểm. Anh không thể đem đi làm mồi nhử được. Doanh Chiến, tình hình bây giờ không liều thì không được đâu. Hơn nữa anh nghĩ mà xem, chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Doanh Chiến, ngày nào chưa tiêu diệt được Lâm Húc Nghiêu thì ngày đó chúng ta sẽ không được sống yên ổn. Doanh Chiến, anh nghe em nói, ngày chúng ta kết hôn đó, anh không phải ở cạnh của em sao? Anh có thể bảo vệ cho em mà. Đừng do dự nữa, Doanh Chiến. Thôi được, anh đồng ý. Nhưng chúng ta phải thật đề phòng đấy. Còn nữa, tin này tốt nhất đừng nói cho Tiền Trọng Kiệt và Yên Chi biết. Anh không muốn họ phải lo lắng. Được.
Báo đây, báo đây. Tin nóng hổi đây. Hào Môn phá sản, tiểu thư danh giá cải giá, lấy lão đại xã hội đen. Cho tôi một tờ đi. Cho tôi nữa, tôi cũng một tờ. Cho tôi một tờ của ngài đây. Cho tôi một tờ, cảm ơn nhé. Trọng Kiệt, chị em kết hôn không thể mặc đồ màu trắng được, như vậy xui xẻo lắm. Váy cưới đều màu trắng kia mà, màu trắng đẹp biết bao. Không phải hôm nay em cũng mặc màu trắng đó sao? Rất đẹp mà. Đó là bình thường, còn đây là kết hôn. Kết hôn phải mặc màu đỏ thì mới may mắn chứ. Váy cưới màu đỏ sao? Em thấy váy cưới màu đỏ bao giờ chưa? Đồ nhà quê, chẳng qua do người Tây không biết làm mà thôi. Hãy để em đích thân làm cho chị ấy một bộ đi. Anh đừng coi thường em, tay nghề của em bây giờ giỏi lắm đó. Anh có nhớ cái Holland đó không? Là bổn cô nương đích thân ban cho anh đấy. Em còn nói nữa, cháu chỉ có một nửa tà áo đó. Có một hôm bà Tài đem một khoản tiền tới cho anh. Một người keo kiệt như anh ta sao có thể đưa tiền cho anh được chứ? Sau đó thì anh mới biết, quá ra không phải anh không có tiền mua áo, mà chính là đưa tiền cho anh mua quần áo đấy. Làm ơn đi. Lúc đó anh ở trong căn phòng tối, đều nhờ có cao đó của em đấy. Nếu không anh chết từ lâu rồi. Con người anh, đừng có kén chọn nữa được không? Đổi lại là người khác, chứ chắc em đã đang cho đâu. Em... Doanh Chiến. Anh Doanh Chiến, anh cũng nghe thấy bọn em nói chuyện rồi đấy. Bọn em có nói tới với cứ cô chị rốt cuộc là màu trắng hay màu đỏ. Anh nói xem bọn em ai nói đúng. Cả hai người nói đều đúng cả. Chỉ là chuyện váy cưới chỉ là chuyện nhỏ, không cần cãi nhau tới vậy đâu. Chuyện nhỏ sao? Đây là chuyện đại sự của đời đấy, anh có hiểu không thế? Và để cho anh Chiến, chuyện ủng hộ Yên Chi vô điều kiện. Anh nói vậy không đúng rồi, Danh Chiến. Được rồi, tôi cãi không lại hai người. Tôi đi chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai đây. Hai người tiếp tục đi. Anh không thấy thực đơn cũng rất thú vị đó sao? Gì mà tức chết. Giết rồi. Mấy cái tên này nghe cũng phạm kỵ quá. Đúng rồi, không phải anh học toán hay sao? Hay là chúng ta đổi tên thành Thịt Viên Tứ Hỷ, Lòng Heo Cửu Chuyển, nghe sang trọng biết bao. Thịt Viên Tứ Hỷ, Lòng Heo Cửu Chuyển, nghe quê mùa quá. Tất nhiên là salad, phô mai, bít tết sẽ hay hơn rồi. Lão gia, ngày mai là ngày Bích Quân kết hôn. Người làm cha tôi đây có nên xuất hiện trong hôn lễ không đây? Lão gia, bây giờ có xuất hiện hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là đám cảnh sát ngoài kia. Nhà nó cũng canh chừng ở cửa Lâm phủ chúng ta. Tôi ra ngoài mua đồ ăn thôi, còn vất vả nữa. Hơn nữa, một tên thuộc hạ của A Tứ bây giờ đã trở thành nhân chứng của cảnh sát rồi. Bọn họ nói A Tứ và Lâm phủ chúng ta xong thì chưa từng ra ngoài. Đây đúng là ngậm máu phun người. A Tứ đó rõ ràng là tôi đã giết cậu ta ở bên ngoài mà. Chuyện tới nước này, quan trọng nhất là phải tiêu hủy toàn bộ nhân chứng và chứng cứ. Lão gia, muốn tiêu hủy chứng cứ nhất định phải đánh lạc hướng luật cảnh sát ngoài kia trước đã. Chuyện này không khó. Lát nữa cậu tới cục cảnh sát tìm cục phó đổng, cứ nói là tôi bảo cậu đi tìm ông ta. Ông ta sẽ hiểu. Vâng lão gia, tôi sẽ đi hẹn ông ta ngay. Muốn lật đổ tôi sao? Không dễ như thấy đâu. Anh Bang, ngày mai Doanh Chiến kết hôn, chúng ta... Tôi đã biết cả rồi. Hôm lễ cậu ta sắp xếp tới đâu rồi? Ngày mai Doanh Chiến sẽ đi đón Lâm Bích Quân, còn mời tất cả những nhân vật có máu mặt ở Thượng Hải này nữa. Hôm lễ của Doanh Chiến ngày mai, có thế nào chúng ta cũng phải tới uống rượu mừng chứ? Phải. Nhất định tôi sẽ sắp xếp thật tốt. Doanh Chiến, chuyện gì của cậu ngày mai, tôi sẽ biến nó thành tang sự. Cục phó đổng, cục phó đổng, mời ngồi. Được rồi. Cục phó đổng chịu giúp chúng tôi lần này, chúng tôi vô cùng cảm kích.
Nghe nói có người tổ chức hôn lễ ở đây vào ngày mai. Lát nữa là phải dọn dẹp hiện trường rồi. Đại tiểu thư, Thủy Tiên, tiểu thư, cứ mau thử váy cưới đi. Là thiếu gia Doanh Chiến đích thân đặt mai cho cô đấy. Em cứ để nó xuống đó đi. Ngày mai là cô kết hôn rồi, nhưng sao nhìn cô có vẻ không vui thế? Tôi chỉ đang lo cho hôn lễ ngày mai thôi. Theo em liệu Lâm Quốc Nghiêu có tới không? Lẽ nào nguyên nhân cô buồn là vì sợ ông ta sẽ tới sao? Hoàn toàn ngược lại. Tôi đang lo là nếu ông ta không tới hôn lễ của tôi thì không hay đâu. Hay là để em về Lâm Phủ xem thử. Không cần đâu Thủy Tiên, em không thể về Lâm Phủ được nữa. Bởi vì rất có thể Lâm Húc Nghiêu đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. Một mình em về đó rất là nguy hiểm. Yên tâm đi, đằng nào thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ lộ sơ hở ra mà thôi. Không sao Thủy Tiên, em mau về đi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Chớp mắt đã qua lâu như thế rồi. Nhớ ngày đầu tiên khi em vừa mới quen biết anh, anh cũng dẫn em tới đây ăn. Em còn nói nữa, anh nhớ lần đầu tiên gặp em, một cô nhóc nhà quê như em, cái nết ăn làm anh sợ muốn chết. Anh còn nói nữa, anh của lúc đó tính tình cứ như thiên lôi ấy, mà còn dài hơn cả cái bàn này nữa. Họ tí là ra đề toán cho em. Đồ ngốc. Vậy hôm nay chúng ta cũng xem như quay về chốn cũ rồi. Dành ra thêm một đề toán cho em nhé. 1+1 bằng mấy? Này, anh có thôi đi không? Vừa tốt danh một chút, lành lại vậy nữa rồi. Em nói cho anh nghe, anh mà còn ra đề toán cho em nữa là em đi luôn đấy. Được rồi, được rồi. Em đừng đi mà. Hôm nay anh có món quà này muốn tặng cho em. Quà sao? Quà gì thế? Cục phó Đổng, Lâm Húc Nghiêu bây giờ là kẻ tình nghi của nhiều vụ án mạng đấy. Sao ông không cho tôi bắt ông ta chứ? Cậu làm cái gì vậy hả? Các cậu canh chừng ở cửa Lâm Phủ đã 3 ngày rồi, có kết quả gì không? Đến cái bóng của Lâm Húc Nghiêu cũng chẳng bắt được nữa là. Chứng tỏ công tác trinh sát của các cậu có vấn đề. Tôi đề bạt cậu lên làm đội trưởng đội trinh sát hình sự. Không phải để đám người các cậu lãnh lương rồi ăn không ngồi rồi đâu. Cục phó Đổng, cáo giờ có xảo trá tới đâu cũng có lúc đầu đuôi ra mà. Giờ chúng tôi đang cố gắng hết sức điều tra. Lâm Húc Nghiêu đã sắp xa lưới rồi. Ông lại bảo chúng tôi rút về, vậy không phải đổ sông đổ bể hết sao cục phó? A Tài, cậu có còn nhớ Tiền Trọng Kiệt bị cách chức như thế nào không? Còn không phải vì cậu ta không có ai ra gì, quá tự cao tự đại sao? Cậu phải rút kinh nghiệm từ chuyện của cậu ta đi. Nghe đây, các cậu mau rút hết người đang canh chừng trước cửa Lâm Phủ về cho tôi. Còn cả tên cảnh vệ gián điệp đó nữa cũng rút về hết cho tôi. Trị an xã hội bây giờ hỗn loạn như thế, đâu đâu cũng cần người. Các cậu yên trong cục chờ lệnh đi. Nhưng mà cục phó Đổng, nhưng cái gì mà nhưng? Mau làm theo lệnh của tôi đi. Tôi còn phải đi họp nữa. Làm cái chức đội trưởng này khó chịu thật chứ. Chọc điên quá, ông này không thèm làm nữa. Qua tay Trân Châu, Tiền Trọng Kiệt, anh tìm được nó ở đâu thế? Anh tìm được trong căn nhà tối. Lúc
Bích Quân, anh về rồi. Sao rồi? Sắp xếp xong hết cả chưa? Xong hết cả rồi. Anh đã chọn một vài anh em đắc lực xuống bếp phụ giúp. Những người khác đều không được vào nhà hàng, để tránh đánh rắn động cỏ. Tốt quá rồi. Nếu mọi nhữ đã sắp xếp xong rồi, chỉ còn chờ Lâm Húc Nghiêu xa lưới nữa thôi. Động tiểu thư, sao cô lại tới đây? Mạnh A Tài, tôi phải đi rồi. Đi đâu cơ? Tôi muốn rời Thượng Hải đến anh. Tôi muốn phiền anh một chuyện. Phiền anh giao lại những thứ này cho Trọng Kiệt và cục trưởng Trịnh. Được rồi, nhưng cô thật sự đi anh thật sao? Xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi không còn cần phải ở đây nữa rồi. A Tài, anh là người tốt, cố lên. Nhất định anh sẽ thành một cảnh sát ưu tú mà. Cảm ơn cô, Đổng tiểu thư. Vậy tôi đi trước đây. Lão gia, tôi gặp Đổng Cao Thăng rồi. Ông ta đã điều hết đám cảnh sát trước cửa đi rồi. Số đá cản đường đó đã xử lý xong xuôi rồi. Tiếp theo đến lượt Tiền Trọng Kiệt và Lâm Bích Quân rồi. Lão gia, ông có kế hoạch gì rồi? Ngày mai cậu sẽ biết thôi. Cục trưởng Trịnh, có chuyện gì sao? Đây là tư liệu hôm nay tôi nhận được. Trong tư liệu đó đã nói rõ mọi hành vi của anh. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là tư liệu này là do con gái của anh, Đổng Kỳ Kỳ giao cho tôi. Chắc là đầu của Kỳ Kỳ có vấn đề rồi thôi. Xin lỗi anh, không cần giải thích nữa. Tiếp theo, phiền anh phối hợp điều tra với phòng nội vụ. Dạ, anh ta đi. Đi mau. Qua tay Trân Châu, mày thật sự rất đẹp. Tao biết chị tao luôn muốn có được qua tay Trân Châu này. Ngày mai là ngày đại hỷ của chị, nên tao sẽ tặng mày cho chị của tao. Tới khi đó, chị tao nhất định là sẽ vô cùng vui mừng. Mẹ, hy vọng mẹ phù hộ cho bọn con, để bọn con ngày mai có thể dụ Lâm Húc Nghiêu ra trừng trị theo pháp luật, báo thù cho hai nhà Tiền Lưu chúng ta, còn cả Bắc Doanh nữa. Mẹ, mẹ thấy không, ngày mai là con lấy Doanh Chiến rồi. Yên Kỳ và Tiền Trọng Kiệt cũng làm lành với nhau rồi. Mẹ yên tâm đi, bọn con sẽ sống thật là hạnh phúc. Các anh em, hôm nay là hôn lễ của Doanh Chiến. Không thể vắng mặt và thương hội chúng ta được chứ. Chúng ta tới làm tiệc mừng cho Doanh Chiến đi. Giết! Hôm nay là ngày đại hỷ của lão đại Doanh Thị, Doanh Chiến. Mình không biết sẽ xảy ra tình hình đặc biệt gì, vậy nên giờ chúng ta lập tức tới đón ngay, để phòng xảy ra bất trắc. Xuất phát! Rõ. Hay, hay lắm, hay, hay. Trật tự.
các vị, hôn lễ chính thức bắt đầu. Đầu tiên, hoan nghênh các vị tới tham gia hôn lễ của Doanh Chiến tiên sinh và Lâm Bích Quân tiểu thư. Hay, hay, hay lắm. Chúc mừng Doanh thiếu gia, chúc mừng Lâm tiểu thư. Theo cầu của chú rể Doanh Chiến, chúng tôi sẽ tối giản mọi thứ. Bây giờ, xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Ngụ ý chúc bọn họ sẽ mãi mãi đồng lòng, ân ái cả đời, đầu bạc răng long. Hay, hay lắm. Hay, tốt quá rồi. Đầu bạc răng long nhé. Phải đấy. Chị ơi, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Doanh thiếu gia. Chúc mừng Doanh thiếu gia. Chúc mừng. Hay, hay lắm. Hay. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Doanh thiếu gia. Hay lắm. Hay, hay quá. Hay. Tốt quá rồi. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đầu bạc răng long nhé. Chúc mừng, chúc mừng. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chúc mừng Lâm tiểu thư. Chị ơi, Yên Chi, em còn một món quà đặc biệt, hôm nay muốn tặng cho chị làm quà mừng. Chị nhìn này, đó là gì thế? Hoa tai trân châu sao? Hoa tai trân châu sao? Là của gia bảo đấy, vừa nhìn là biết rất quý giá rồi. Hoa tai trân châu, em biết là hoa tai trân châu này là thứ mà chị yêu thích từ lâu. Vậy nên hôm nay em muốn tặng nó cho chị. Hy vọng chị cả đời này sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. Như vậy mỗi lần chị nhìn thấy hoa tai trân châu sẽ nhớ tới đêm gái này rồi. Em gái, cảm ơn em. Đây là món quà quý giá nhất mà chị nhận được trong đời đấy. Cảm ơn em. Chị tặng cho chị này. Doanh Chiến, hôm nay tôi phải khiến cậu hỷ sự biến thành tang sự, báo thù cho quỷ gia. Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Đó là thứ gì vậy? Chạy mau, mau. Yên Chi, Yên Chi, Yên Chi, Trọng Kiệt, chạy mau, mau lên, mau, chạy mau đi, bên này, mau chạy đi, bên này, mau. Doanh Chiến, cậu đã nghĩ ra mấy cách chết rồi chưa? Tôi sẽ đưa mạng cho anh. Anh thả hai người bọn họ ra đi. Quỷ gia chết thảm như thế, một mạng của cậu sao mà đền nổi được chứ? Tôi là em trai quỷ gia của các anh Tiền Trọng Kiệt, có thể nể mặt tôi mà tha cho họ được không? Cậu còn mặt mũi nhận quỷ gia làm anh nữa sao? Là cậu đã chính tay bắt anh ấy vào cục cảnh sát, sau đó để cho anh ấy chết không rõ ràng như thế. Tôi còn đang định giết anh để tạ tội cùng quỷ gia đây.